World Cup Qatar 2022 là một kỳ World Cup đặc biệt và khó đoán trước hơn bao giờ hết. Croatia đã tuyển Brazil, ứng cử viên sáng giá của chức vô địch năm nay về nước, trên chấm luân lưu. Maroc, đội tuyển châu Phi duy nhất cũng đã đánh bại và gieo rắc nỗi buồn cho Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Họ sẽ cùng Argentina và Pháp tranh tài ở hai trận bán kết quyết định sắp tới đây. Liệu lịch sử có lặp lại như kỳ World Cup 2018, Croatia và Pháp sẽ vào trận chung kết? Hay một kết quả không ai ngờ tới là Maroc và Croatia cùng nắm tay nhau vào trận chung kết tranh ngôi vô địch, hay đây sẽ là lần mà Messi hoàn thành nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời anh, nâng cao chiếc cúp danh giá này cùng đội tuyển Argentina. Hay là Pháp sẽ bảo vệ thành công chiếc vô địch của đội tuyển và lần thứ 3 nâng cao chiếc cúp cũng như cho các cổ động viên Pháp có màn ăn mừng không ngủ như 4 năm về trước. Mọi người hãy comment bên dưới suy đoán của bản thân nha.